Thưa quý vị, thưa các bạn, dù chiến tranh có tàn khốc, lịch sử có những lúc thăng trầm, nhưng về chiều sâu văn hóa thì Nhật Lệ vẫn là dòng sông đẹp như đúng với tên gọi của nó. Những gì còn lại của lịch sử mở cõi lớn lao của công cuộc trường kỳ bảo vệ hòa bình cho đất nước vẫn luôn là dấu ấn in đậm ở đôi bờ Nhật Lệ. Dòng sông là nơi chứng kiến cuộc chia tay cuối cùng của Huyền Trân Công Chúa với vô cha Trần Nhân Tông và Hoàng tộc trước khi lên đường vào làm dâu xứ người. Con sông cũng như mẹ hiền nhìn vào lòng sông được mắt con dân chảy xuống trong những năm tháng đất nước chia cắt đảng trong đảng ngoài. Nó đang hòa chung với ý chí kiên cường của con người Quảng Bình, đang chảy cùng sông Nhật Lệ tiến về biển khơi bao la. Hai châu Ô Lý vuông ngàn dặm, một gái Huyền Trân của mấy mươi. Trong lịch sử, khi nói đến cuộc hôn nhân giữa công chúa của Đại Việt với chiêm vương Chế Mân thì không thể không kể đến địa danh Nhật Lệ, bởi dòng sông này tương truyền là nơi chứng kiến cuộc chia tay cuối cùng của Huyền Trân công chúa với vua cha Trần Nhân Tông và hoàng tộc trước khi lên đường vào làm dâu xứ người. Năm 1306, công chúa Huyền Trân trên hành trình đường biển vào quê chồng, đến vùng cửa biển Nhật Lệ, nàng đã xin lên bộ để được tận mắt thấy giải đất hai châu Ô Lý mà cuộc nước non ngàn dặm ra đi của mình mang về cho tổ quốc. Cũng từ đó, những cuộc xuất chinh mở cõi tiến về Nam của các vương triều Đại Việt đều in dấu nơi cửa sông Nhật Lệ huyền thoại này. Lịch sử đã khéo chọn, dân gian lại khéo đặt tên cho dòng sông nơi vùng đất gió Lào cát trắng Quảng Bình này. Suốt hàng trăm năm qua, các nhà viết sử từ cổ, trung đại cho đến cận hiện đại đã dành nhiều bút mực để giải nghĩa hai từ Nhật Lệ. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Lê Văn Hưu, cái tên Nhật Lệ xuất hiện vào khoảng thế kỷ 11. Cũng theo giải thích của bộ sử cổ này, lệ được hiểu là đẹp, nhật lệ là sự rực rỡ của ánh sáng mặt trời. Còn một cách giải thích khác gắn với những truyền thuyết mà nhân gian đã thêu dệt nên, thì nhật lệ nghĩa là nước mắt của những cuộc chia tay. Mặc cho có nhiều hàm ẩn về tên gọi, nhưng dòng sông Nhật Lệ thì vẫn luôn là chứng tích của lịch sử mở cõi, là chứng nhân đi cùng những thăng trầm của lịch sử phát triển dân tộc Việt. Sách Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn đã ghi: năm 1063, nước Diêm Thành thường ra quấy nhiễu vùng biên viễn Hoành Sơn, Đèo Ngang, nên vua Lý Nhân Tông đã đích thân Nam Chinh. Vua chọn Thái úy Lý Thường Kiệt làm nguyên soái, tiên phong chỉ huy hàng vạn quân theo đường thủy tiến vào cửa biển Nhật Lệ, đánh bại quân Chiêm, bắt sống Chế Cụ. Sau đó, vua Chiêm đã chuộc mạng bằng cách trao lại chủ quyền ba châu cho Đại Việt, đó là châu Bố Chính gồm huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch và Bố Trạch ngày nay, châu Địa Lý gồm hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh bây giờ, châu Ma Linh tức tỉnh Quảng Trị ngày nay. Năm 1074, Chế Cụ chết, người kế vị lại đánh chiếm ba châu. Năm 1075, vua Lý Nhân Tông cử Lý Thường Kiệt vào Bình Định lại và chính thức vẽ bản đồ cương giới ba châu, đổi tên nhiều địa danh, đồng thời xuống chiếu mộ dân vào giữ vùng đất mới và tổ chức việc cai trị. Đây được xem là đợt di dân đầu tiên của Đại Việt vào chấn giữ vùng đất biên viễn nơi dòng Nhật Lệ này. Dù bản đồ cương giới ba châu đã được vẽ từ thời vua Lý Nhân Tông, nhưng hơn 200 năm sau, giải đất dọc đôi bờ Nhật Lệ vẫn luôn là ranh giới tranh chấp giữa Đại Việt và Chiêm Thành. Cho đến khi cuộc hôn phối lịch sử giữa công chúa Huyền Trân và hoàng tử Chiêm Thành diễn ra, thì vấn đề lãnh thổ quốc gia của Đại Việt ở vùng Ba Châu mới được coi là ổn định. Có những vấn đề của phụ nữ phải được giải quyết từ quốc gia, nhưng có những vấn đề của quốc gia phải giải quyết
từ người phụ nữ. Lời lưu bút mà nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã từng nói khi thăm điện Huyền Trân công chúa phần nào nói lên sự tri ân của người đời sau với thánh mẫu Huyền Trân. Từ hàng trăm năm qua, dòng Nhật Lệ luôn là điểm kết nối của lịch sử. Ở nơi cuối sông đầu biển này, những cuộc nam chinh của các triều đại phong kiến Việt Nam liên tiếp diễn ra và ngày một quy mô hơn. Cuộc nam tiến mạnh mẽ đầu tiên là vào năm 1470, khi vua Lê Thánh Tông đem 20 vạn quân chiếm Chiêm Thành, lấy lại 4 châu bị mất trong thời gian giặc Minh cai trị. Qua cuộc viễn chinh này, Việt Nam đã mở rộng lãnh thổ tới Bình Định ngày nay. Cũng vào thời điểm này, đợt di dân thứ hai của những thế hệ tiền nhân từ phía Bắc vào ngày càng đông hơn. Dải đất đôi bờ Nhật Lệ từ chỗ đất cằn, cát lạnh, tà soi bến dần trở nên đông đúc, trở thành điểm hội tụ văn hóa của vùng đất Quảng Bình. Hầu hết các con sông Việt Nam đều chạy theo hướng Tây Bắc, Đông Nam. Địa hình tự nhiên là như vậy. Duy nhất chỉ có con sông Nhật Lệ là cái con sông chạy theo hướng Đông Nam đổ ra phía Tây Bắc. Điều đó thì nó không có gì quan trọng về mặt tự nhiên. Nhưng cái quan trọng của nó là với hướng chạy như vậy, nó đi suốt một khu vực mà ở đó cộng đồng dân cư đã sinh sống và tồn tại rất nhiều năm. Và vì thế cho nên con sông Nhật Lệ mang trong mình cả cái giá trị văn hóa rất nhiều đời của cộng đồng dân cư trên mảnh đất này. Và có thể nói đó là những cộng đồng dân cư tương đối điển hình cho cái vùng đất Quảng Bình. Còn cái điều thứ hai cũng có thể là ngẫu nhiên và cũng có thể là cái gì đó như là một định mệnh của lịch sử, là trong khi sông Gen lại là một cái con sông từng là nhân chứng của một cuộc xung đột hết sức đẫm máu giữa các tập đoàn phong kiến trong thời kỳ của Trung Đại, con sông Bến Hải của Quảng Trị phía trong Nhật Lệ lại là một cái con sông cũng là nhân chứng cho một sự chia cắt hết sức đau thương của dân tộc Việt Nam, thì con sông Nhật Lệ lại là một con sông rất là hiền hòa. Trên cái mảnh đất này chưa từng xảy ra một cuộc chiến nào ác liệt đến mức mà nó để lại một dấu ấn đau thương trong lịch sử. Con sông Nhật Lệ vẫn là một con sông của con người, của cộng đồng, của văn hóa, hay nói một cách đại ngôn hơn là của cuộc sống hòa bình. Kế tiếp giai đoạn của triều Lê là sự nghiệp mở cõi của các chúa Nguyễn, bắt đầu với lời tiên tri của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Sau dải núi ngang là nơi dung thân muôn đời. Nguyễn Hoàng đã nghe theo lời tiên tri ấy, vượt đèo ngang vào trấn giữ xứ Thuận Hóa, rồi kiêm lãnh Quảng Nam, trị vì Đàng Trong từ năm 1558 đến năm 1613. Ông cùng con cháu nhanh chóng củng cố vùng đất mới, đánh lùi các cuộc tiến công từ phía Bắc của chúa Trịnh, từ đó mở rộng dần lãnh thổ về phương Nam tới tận mũi Cà Mau. Lịch sử đã ghi nhận, nhờ các chúa Nguyễn mà lãnh thổ Đại Việt được nhân đôi trong thời gian khoảng một thế kỷ, từ 1611 đến 1714. Đây là một trong những cửa ngõ thuộc hệ thống lý thầy cổ kính nằm soi bóng bên dòng Nhật Lệ. Những bức tường thành này mang trong mình những khúc bi tráng của lịch sử phát triển dân tộc. Năm 1627, chúa Nguyễn Phúc Nguyên chi ngộ và trọng dụng Đào Duy Từ, gọi người hiền tài này là thầy. Và họ Đào tỏ ra là bậc quân sư kiệt xuất, toàn tài văn võ, vừa làm thơ và viết binh thư, vừa đôn đốc xây thành đắp lũy, giúp chúa Nguyễn biến Đàng Trong thành miền đất không thể xâm phạm. Trong gần nửa thế kỷ giao tranh dữ dội với chúa Trịnh 1627-1672, chúa Nguyễn đã giữ vững cơ đồ và liên tục tiến về Nam, phần lớn nhờ vào một công trình phòng ngự vô địch và một bộ binh thư bất hủ. Đầu tiên năm 1630, Đào Duy Từ hiến kế xây dựng lũy Trường Dục, bắt nguồn từ chân núi Thần Đinh, kéo dài qua các làng Trường Dục, Cổ Hiền đến làng Quảng Xá và Hắc Hải, nhằm ngăn chặn bước chân của quân Trịnh từ phía ngoài này tiến vào. Năm 1631, sau khi xây dựng xong lũy Trường Dục, thì chúa Nguyễn bèn tiếp tục sai Đào Duy Từ
đi xem xét và xây dựng tiếp lũy đầu mâu này, nhằm đẩy xa hơn nữa cái phong tuyến của quân Nguyễn và ngăn chặn được xa hơn cái bước chân của quân Tín tiến vào. Thì bắt đầu từ chân núi Đồng Mâu kéo dài qua đi men theo cả sông Long Đài, qua sông Lệ Kỳ kéo dài xuống tận cho đến tận cửa biển Nhật Lệ đấy. Đấy, và cái lũy này nó có tác dụng là ngăn chặn bước chân của quân Tín từ phía này tiến đến. Và lúc đó thì coi như ở cửa biển Nhật Lệ đấy thì Đào Duy Tư sử dụng một cái phương pháp là ông cho làm cái xích sắt và kéo răng qua cửa biển Nhật Lệ để cho thủy quân của quân Tín không thể tiến vào được theo con sông Nhật Lệ này. Và tiếp theo đó, sau 1633 thì Nguyễn Hữu Dân sau khi vẫn phát hiện ra được là quân Tín vẫn có thể tiến theo cái đường biển lên cái dõi cát Bảo Ninh này và tiến sâu vào đất liền, cho nên Nguyễn Hữu Dân tiến hành cho xây dựng cái lũy Trường Sa này hay còn gọi là lũy Sa Phù dọc theo dõi cát Bảo Ninh để ngăn chặn cái bước chân của quân Tín đổ bộ lên cái dõi cát Bảo Ninh này. Người dân Đàng Trong gọi hệ thống thành lũy phía nam sông Danh là lũy thầy để tỏ lòng tôn kính Đào Duy Từ như bậc thầy của chúa, của vua. Thời Trịnh Nguyễn phân tranh thì chiến trường chính là miền Bố Chính, từ đèo ngang đến sông Nhật Lệ. Trong cuộc chiến Trịnh Nguyễn, quân Trịnh án ngữ ở đèo ngang đến bờ bắc sông Danh. Bờ nam sông Danh đến sông Nhật Lệ là tuyến phòng thủ với những thành lũy chắc chắn do Đào Duy Từ tổ chức xây đắp. Hệ thống này bao gồm 4 tòa lũy, đích thân Đào Duy Từ xây 2 lũy Nhật Lệ và Trường Dục vào năm 1630 và 1631. Còn 2 lũy Trường Sa và An Náu do học trò của thầy là danh tướng Nguyễn Hữu Giật thực hiện vào năm 1634 đến 1661. Lũy Nhật Lệ còn gọi là lũy Đồng Hới, dài 12 km, cao 6 mét, phía ngoài kè gỗ lim, mặt trong đắp đất, voi ngựa có thể đi bên trên, lại có thêm nhiều pháo đài đặt súng quả sơn, một loại pháo cổ bắn cầu vồng. Cách lũy Nhật Lệ 20 km về phía nam là lũy Trường Dục, dài tới 20 km, cao 3 mét, chân lũy rộng từ 6 đến 8 mét. Một số nhà viết sử hay những nhà quân sự sau này đã đặt câu hỏi: tại sao Đào Duy Từ lại không chọn sông Danh hay sông Bến Hải ở Quảng Trị, những con sông cắt ngang địa hình từ đông sang tây để xây dựng hệ thống phòng tuyến, mà lại chọn sông Nhật Lệ, con sông chảy dọc theo hướng nam bắc? Theo hướng chảy đó, đối phương có thể thọc sâu vào hậu cứ của chúa Nguyễn. Phải chăng Đào Duy Từ không nhìn địa thế bằng con mắt cục bộ mà nhìn bằng con mắt toàn cục của nhà chiến lược? Bởi so với toàn quốc, đây là nơi hẹp nhất, có thể chỉ một thời gian ngắn với sự tiêu phí công của rất ít là có thể hoàn thành các công sự kiên cố. Quả thật, phía trước mặt là biển với lũy Trường Sa chắn ngang, kế đến là sông Nhật Lệ, sau lưng núi vây ba bể đã biến mảnh đất Đồng Hới trở thành một cứ địa chiến lược bất khả xâm phạm của chúa Nguyễn trước 7 lần tiến đánh Đàng Trong của chúa Trịnh. Công trình nổi tiếng nhất chúng ta có thể biết được đó là cái hệ thống lũy Đào Duy Từ. Chúng ta bỏ ra ngoài cái mục đích chính trị và quân sự của lũy Đào Duy Từ, mục đích của một cái thời kỳ mà các tập đoàn phong kiến đang còn tranh chấp cái quyền lực trên cái mảnh đất Việt Nam, mà chỉ nói về phương diện trí tuệ, thì việc lựa chọn bên bờ sông Nhật Lệ để xây dựng một cái hệ thống phòng thủ với cái lũy Đào Duy Từ mà hôm nay vẫn còn dấu tích soi bóng trên sông Nhật Lệ như vậy là một sự đúc kết cả một cái trí thức về phương diện lý luận quân sự. Cái giá trị tư duy còn cao hơn ở chỗ là người ta chọn Đồng Hới làm một cái điểm tựa đầu tiên để dựa vào một sức mạnh, mà sức mạnh đó trong bình thường người ta gọi là thế ý dốc, tức là người ta dựa vào cả một cái hệ thống theo chiều dài của con sông Nhật Lệ.
làm thành nhiều tuyến nối cả một cái dải của cánh đồng miền Trung như vậy. Đây là cái điểm mà nó có thể chứa đựng cả sức mạnh của cả một cái tuyến dọc dài. 200 năm sau, vua Thiệu Trì khi hành hương qua hệ thống lý thầy hùng vĩ này đã xúc động đặt thêm cho nó cái tên mới, Định Bắc Trường Thành, để nhớ ơn tổ tiên đã giữ vững cõi Nam. Cùng với hệ thống thành lũy, có một công trình lớn lao khác của Đào Duy Từ là cuốn Hỗ Chứng Khu Cơ, bàn về những vấn đề then chốt trong công việc làm tướng. Đó là tiếp nối truyền thống binh thư yếu lược của Trần Hưng Đạo. Với bộ binh thư mới này, Đào Duy Từ đã tiến xa hơn người xưa nhiều với sự phân tích bốn phương pháp đánh giặc rất lợi hại: phép dùng hỏa công, phép đánh dưới nước, phép đánh trên bộ và phép giữ thành trì. Hệ thống lũy thầy và những di tích cổ kính bên dòng Nhật Lệ ngày nay trở thành nơi tôn kính của lòng người dân thành phố Đồng Hới. Với những người đã đi qua tháng năm chiến tranh gian khổ như ông Lại Văn Ly, thì lũy thầy hay cửa biển Nhật Lệ là nơi gợi lại cho ông nhiều ký ức về những tháng ngày ác liệt mà vinh quang. Là một người con sinh ra, lớn lên bên dòng Nhật Lệ, từng chiến đấu qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, từng đảm nhiệm nhiều chức vị lãnh đạo quan trọng của tỉnh Quảng Bình, ông Lại Văn Ly có thể nói là một pho sử sống nơi vùng đất bên dòng Nhật Lệ này. Với ông, mảnh đất Đồng Hới và dòng Nhật Lệ là một phần thân yêu trong cuộc sống của ông. Những ngày rong ruổi khắp thành phố Đồng Hới để thực hiện bộ phim này, chúng tôi đã có dịp cùng ông thắp lại những ký ức về tháng năm chống Mỹ hào hùng mà thế hệ của ông đã chiến đấu cho hòa bình đất nước. Ông khi thua đau ở miền Nam thì đế quốc Mỹ lại là âm mưu rảnh ra miền Bắc, gây chiến tranh phá hoại ra miền Bắc. Mà Đồng Hới này, sông Nhật Lệ này là cái điểm đánh đầu tiên, đánh ngày mùng 6, mùng 7 tháng 2 năm 65 là điểm đánh đầu tiên, tập trung là hơn 50 lượt máy bay đánh vào buổi trưa đó. Thì ở đó, ở đây là bị nó đánh từ 12 giờ trưa để cho mình mất cảnh giác, nhưng mà lúc đó là nổi phong trào nổi lên là bắn phá rất là quyết liệt, cho nên hạ luôn 13 máy bay Mỹ đánh thẳng trận đầu trong 3 ngày. Trong đó nổi lên là cái chiến hàm của thủy quân từ cơ động trên sông Nhật Lệ này, và chính trong đó những cái trận đánh đó nổi lên là cái gương của ba mẹ ruột anh hùng. Lật dở từng trang hiền sử in bóng bên dòng Nhật Lệ ở thời đại cách mạng Hồ Chí Minh, không thể không nhắc đến hình ảnh bà mẹ Việt Nam anh hùng đã đi vào nhiều tác phẩm thơ ca nổi tiếng. Ngẩng đầu mái tóc mẹ rung, gió lay như sóng biển tung trắng bờ. Hình ảnh mà nhà thơ Xuân Diệu cho là đẹp nhất, ca ngợi người phụ nữ Việt Nam anh hùng trong thơ ca xưa và nay, chính là mẹ Suốt. Chiến công của mẹ gắn với dòng sông Nhật Lệ đã trở thành huyền thoại của những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước nơi vùng đất Quảng Bình khói lửa. Mẹ Suốt, tên thật Nguyễn Thị Suốt, sinh năm 1906 tại thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Mẹ sinh ra trong một gia đình ngư dân nghèo. Suốt thời thanh xuân, mẹ phải đi ở đợ. Sau cách mạng tháng 8, mẹ lấy chồng và làm nghề chèo đò kiếm sống trên sông Nhật Lệ. Năm 1964, sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ, đế quốc Mỹ bắt đầu đem quân đánh phá miền Bắc. Miền đất Quảng Bình trở thành tuyến lửa, là trọng điểm đánh phá của máy bay và hải quân Mỹ, với mục đích nhằm ngăn chặn việc chi viện của miền Bắc cho lực lượng cách mạng miền Nam. Lúc đó, mẹ Suốt đã ngoài 60 tuổi, nhưng vẫn xung phong nhận công việc chèo đò chở bộ đội, thương binh, lương thực vũ khí qua sông, giữ vững thông tin liên lạc giữa hai bờ Nhật Lệ. Với một năm, khoảng 1.400 chuyến đò qua lại, mẹ Suốt đã biến con đò của mình trở thành huyết mạch giao thông quan trọng trên sông Nhật Lệ. Dù máy bay Mỹ luôn giải bom oanh tạc nhằm cắt đứt mạch giao thông đường thủy này, nhưng với mẹ thì máy bay trên đầu chẳng hề chi
với nhiệm vụ quan trọng là đưa những đứa con thân yêu của hai miền Nam Bắc qua sông. Gan chi gan dứa mẹ nở, mẹ rằng cứu nước mình chờ chi ai. Đúng là khói lửa chiến tranh tàn khốc mới khắc họa hết phẩm chất anh hùng của người mẹ này. Trong Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 1966 tổ chức ở miền Bắc, mẹ Suốt được mời tham dự, và ngày 1 tháng 1 năm 1967, mẹ được phong tặng danh hiệu Anh hùng ngành giao thông vận tải trong chống Mỹ cứu nước. Cuối năm 1968, khi chiến tranh trở nên ác liệt hơn, công việc của mẹ càng trở nên gian nguy. Và trong một lần trèo đò đi sơ tán, trận bom bi oanh tạc của đế quốc Mỹ đã lấy đi sinh mạng người mẹ Việt Nam anh hùng này. Bài thơ Mẹ Suốt của nhà thơ Tố Hữu là cảm xúc chan chứa nhất đối với thế hệ hôm nay. Một tay tôi lại chiếc đò ngang, bên sông Nhật lệ quân sang đêm ngày. Sợ chi sóng gió với tàu bay, thằng Tây kia mình đã thắng thì Mỹ này ta chẳng thua. Kể chi tuổi tác già nua, trong chèo tôi xin tử thi đua cho đến cùng. Ngần đâu mãi tóc mẹ rung, ngần đâu mãi tóc mẹ rung, gió lấy như sóng biển tung đắng bơm. Đây là hình ảnh của mẹ trong Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc là cái năm 1967. Thì năm nay là cái đoàn của quân binh ra là Việt Đông, nhưng mà vinh dự được Bác Hồ gặp mẹ Suốt nói chuyện. Ngôi nhà nhỏ của mẹ Suốt ở thôn Mỹ Cảnh bây giờ là nơi đi về của nhiều người dân đồng hới, của lòng người Việt Nam. Hôm nhóm làm phim chúng tôi thăm nhà mẹ Suốt, cũng nhờ cái đĩa phim tư liệu này mà anh Hùng mới lần đầu tiên được nhìn thấy hình ảnh người mẹ anh hùng của mình một cách sinh động nhất. Bài thơ mẹ Suốt của cô trên cái giải cát Bảo Ninh mà xưa kia là lũy Trường Sa. Ngoài mẹ Suốt, ta còn bắt gặp hình ảnh của nhiều bà mẹ, nhiều em bé anh hùng khác. Đó là hình ảnh mẹ anh hùng Nguyễn Thị Khứu, dũng cảm xung phong làm trưởng đội thuyền nữ đánh cá và chở bộ đội sang sông. Một hình ảnh em bé Bảo Ninh, dưới trời lửa khói, em như cánh tên lao trên cồn cát, rẽ gió sông lên, cởi khăn quàng đỏ, bọc đạn truyền đi cho chú dân quân bắn nhào phản lực. Đó là hình ảnh của những con người biểu trưng cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng mà ta có thể bắt gặp ở trên các giải cát ven biển Việt Nam. Dọc trên sông Nhật Lệ có bến phà Quán Hầu, một địa danh quen thuộc đối với khách bộ hành xuôi ngược Bắc Nam. Trong chiến tranh chống Mỹ, bến phà Quán Hầu là trọng điểm bắn phá ác liệt của kẻ thù, bởi đây là huyết mạch giao thông đặc biệt quan trọng trên tuyến quốc lộ 1A giữa hậu phương lớn miền Bắc với chiến trường miền Nam và nước bạn Lào, Campuchia. Với khẩu hiệu phà chở xe, quyết không để xe chở phà, những chiến sĩ công binh đã anh dũng dùng cano giả phá từng loạt bom từ trường thủy lôi của giặc Mỹ thả xuống để bảo vệ cho những chuyến phà chở lương thực, đạn dược qua sông Nhật Lệ thông suốt. Trong đó có không ít đồng đội của người cựu chiến binh này đã hy sinh. Đứng trước vong linh của những đồng đội, ông Lê Ngọc Lợi,
nguyên là đại đội trưởng C7 công binh tỉnh đội Quảng Bình, xúc động nhớ lại những năm tháng bảo vệ phà Quán Hầu ác liệt mà anh dũng. Ngày 6 tháng 6 năm 1972, đơn vị được lệnh làm nhiệm vụ thì vào lúc 1 giờ sáng thì máy bay đã phát hiện là cái đơn vị tiểu đội chúng tôi đang đưa là xe qua sông để chi viện cho chiến trường miền Nam đánh to thằng lớn, thì chúng đã phát hiện thả pháo sáng, vòng lại lần thứ hai thì chúng đã bắt đầu thả. Thì sau đó tôi lệnh cho các đồng chí để nghi binh để bảo vệ khí tài và xe tài sản. Sau khi loạt pháo sáng này xong thì tiếp tục loạt pháo sáng khác liên tục, và chúng ra lại vòng thứ hai khét lẹt, mà tượng trưng là chúng tôi sẽ là lấy tay mà với chiếc máy bay được nó rất to. Và nhìn lên như thế là coi là hai tốp, là coi là bốn chiếc tốp trước tốp sau. Sau đó nó nhả đạn là trước là thuyền cà, trước là tàu cano chúng tôi. Thì lúc đó tôi đã dừng, tôi đã dừng lại chậm là một nhịp thì chúng đánh trước, và sau đó tôi đánh qua hình chữ S. Thì hắn là cuối cùng là thả cái chỗ cũ, thì chúng tôi qua là hình chữ S, chúng qua thả hình chữ S, thì tiếp tục tôi là quay lại vòng chỗ cũ. Như vậy là dằn dặt vậy là địch, như vậy là coi đến hơn 10 phút. Dù chiến tranh có tàn khốc, lịch sử có những lúc thăng trầm, nhưng nhìn về chiều sâu văn hóa thì Nhật Lệ vẫn là dòng sông đẹp như đúng tên gọi của nó. Từ sâu thẳm của lịch sử phát triển dân tộc Việt hiện hữu qua những hiện vật minh chứng cho hệ văn hóa bầu chó phát triển rực rỡ từ 5.000 năm trước, cho đến hình ảnh một thành phố đồng hới thơ mộng hôm nay, tất cả đang cùng nhau tỏa bóng lung linh bên dòng Nhật Lệ. Và những gì còn lại của lịch sử mở cõi lớn lao, của công cuộc trường kỳ bảo vệ hòa bình cho đất nước, vẫn luôn là dấu ấn in đậm ở đôi bờ Nhật Lệ. Con sông, chứng nhân của một thời chia xa tình cảm máu mủ, lại là nơi đoàn tụ của một gốc giang sơn miền Trung ruột thịt thời Huyền Trân công chúa. Con sông cũng như mẹ hiền, nhận vào lòng dòng nước mắt con dân chảy xuống trong những tháng năm đất nước chia cắt đảng trong, đảng ngoài. Tất cả vẫn là những phần trang trọng của lịch sử. Nó đang hòa chung với ý chí kiên cường của con người Quảng Bình, đang chảy cùng dòng Nhật Lệ tiến về biển khơi bao la